thì thầy cao đến đó còn đào tạo các lĩnh vực liên quan tới ngoại ngữ, mà như thầy hồi nãy đó đã trình diễn một cái năng lực ngoại ngữ rất là tuyệt vời đúng không, phát âm rất là tốt đúng không, tụi con có mong muốn đúng không giống như thầy không? À, có, vậy thì mình cố gắng nha, nếu như chúng ta có điều kiện thì chúng ta tùy sự chọn lựa của chúng ta. Vậy là cô bây giờ thế này, về sự nhân lập thì cô sẽ giới thiệu một trường mẫu lại với các em để các em có nhiều kênh thông tin. Đây là sự giới thiệu để có kênh thông tin thôi chứ không phải